Nhằm chỉnh trang đô thị, thời gian qua, thành phố Kon Tum đã đầu tư nâng cấp, mở rộng các tuyến đường nội thành theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm đối với tuyến đường Trần Phú và Bà Triệu. Việc làm này đã nhận được sự đồng tình của người dân sinh sống trên các tuyến đường. Tổng giá trị xây lắp tuyến đường Bà Triệu hơn 47 tỷ đồng, tuyến đường Trần Phú hơn 50 tỷ đồng. Các hạng mục chính gồm đầu tư hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải sinh hoạt của các hộ dân, thay thế bó vỉa bê tông dạng đứng bằng bó vỉa đá granite dạng vát để thuận tiện cho việc lên xuống vỉa hè. Lát lại vỉa hè bằng đá granite, trồng mới và thay thế một số cây xanh trên vỉa hè, đầu tư hệ thống điện chiếu sáng, điện trang trí, thay thế hệ thống biển báo giao thông. Tổng giá trị đầu tư xây dựng trung bình 1m² vỉa hè khoảng 2 triệu 400 ngàn đồng. Ủy ban Nhân dân thành phố Kon Tum đã cân đối mọi nguồn lực để đầu tư tất cả các hạng mục thiết yếu và huy động nhân dân chỉ đóng góp 30% giá trị vật liệu lát vỉa hè, nhà nước hỗ trợ 70% giá trị vật liệu lát vỉa hè. Về mức đóng góp của người dân thì là 154.000 trên 515.000 là giá vật liệu cái gạch đá lát vỉa hè, thì chiếm khoảng 30% trên tổng giá trị của gạch vật liệu lát vỉa hè, và chỉ chiếm tỷ trọng là 6% trên tổng giá trị của công trình. Như vậy, trong tổng giá trị đầu tư xây dựng trung bình 1m² vỉa hè khoảng 2 triệu 400 ngàn đồng, giá trị ngân sách nhà nước thực hiện 2 triệu 245 ngàn 500 đồng và giá trị vận động nhân dân đóng góp xã hội hóa 154.500 đồng. Liên quan tới công tác giám sát đầu tư thì theo quy định thì nhà nước tổ chức giám sát đầu tư cộng đồng thì do mặt trận tổ quốc phường thành lập, thì nhân dân có quyền giám sát và có quyền phản ánh đến trực tiếp chủ đầu tư và cơ quan có thẩm quyền trong quá trình triển khai thực hiện dự án, thì để đảm bảo công tác nhà nước, nhân dân quản lý và nhà nước sẽ chỉ đạo các đơn vị triển khai đảm bảo đạt tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. Tuyến đường Bà Triệu có tổng chiều dài 1.820m, tổng diện tích vỉa hè phải thực hiện chỉnh trang khoảng 20.000m². Tuyến đường Trần Phú tổng chiều dài 1.900m, tổng diện tích vỉa hè phải thực hiện chỉnh trang khoảng 21.000m². Việc nhân dân tham gia đóng góp kinh phí thực hiện công trình cho thấy công tác chỉnh trang đô thị đã được người dân đồng tình hưởng ứng.